Dạ thì cũng nguyên nhân là cái vụ này mà ông mới gắn hình mấy bé Bi này kia này nè, đúng không? Là ông có cháu nữa đúng không? Mà bây giờ là bị sát hại trên đó, là cháu cũng bị xong luôn hả? Dạ bây giờ ông mới này là để gì? Tại mới đầu con hỏi ông á là ông còn giấu đúng không? Bây giờ ông để gì là kiểu như mình cũng nhớ cháu đâu. Đây là bé trai nè. Đây là cái đồ chơi này là cũng dành cho bé gái nè, rồi bé trai nè. Vậy lúc đó là cháu của ông là có trai có gái gì không không? Cháu ông là có trai có gái gì không? Trai trước, Dạ, bởi vì con nhìn đây là mới đầu là con khả nghi lắm rồi mà. Trên đường thì cũng gặp ông cụ này rất già, ông dẫn xe lên lại luôn nè ông ơi, ông dẫn xe lên lại nè. Dạ ông nổi hả? Rồi ông gái lên đi, con đẩy. Ủa sao xe ông trang trí gì ngộ vậy? Dạ cái này trang trí có mục đích gì không hay là trang trí cho đẹp vậy? Để chơi vậy hả? Rồi để con hỏi ông chút nha. Dạ để anh đẩy xe ông lên. Dạ, xin lên bờ ra ông tẩy đây dưới đây xe không à? Dạ ông đẩy nó khúc kia rồi ông chống là dễ nó chạy không? Nào ông quay ra đây để con đẩy tiếp ông cho. Dạ được rồi. Dạ được không? Con chào ông ơi, xe ông sao ông trang trí gì ngộ vậy? Dạ. Dạ ông năm nay nhiêu tuổi ông? Tâm 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 sáu tâm bảy hả? Rồi ông tên gì ông? Tên Hải hả? Dạ ông con đông không ông? Trời, không có ai hết. Từ lúc bây giờ ông không có vợ luôn hay sao? Đó ở trên Campuchia á. Dạ. Nó giết hết rồi. Dạ. Dạ còn có một mình nữa mà. Trời ơi. Rồi ông ở đây ông ở nhà trọ hay vậy? Ở đậu đất trong đất đó. Ý là người ta cho ở ké rồi mình che cái lều lên hả? Rồi nhà ở đây gần đây không? Xa. Xa hả? Rồi ông thường lụm ve chai ở khu vực này hay vậy? Khu vực này không à? Không này không? Rồi bữa nào nếu mà ông bà cô chú mà thấy ông vậy rồi nhờ con lợ nhà tìm hiểu tặng nhà ông rồi ông thấy sao? Cứ như tìm lại nhà ông rồi ông thấy sao? Có sao đâu. Dạ có sao đâu, mà ông thường ở trên cái đoạn đường này không? Rồi ông từ lúc trẻ tới giờ không có vợ luôn không? Có chứ. Có hả? Mà không có con hả? Có bốn đứa chết hết. Chết hết rồi vì là ở trên Campuchia đúng không? Là chứ lúc mà bên bốt hả? Toàn luôn. Bây giờ còn bà còn không? Không. Trời ơi. Rồi ông đi đi lụm dây chai này từ mấy giờ tới mấy giờ? Trời ơi đi vô chừng lắm con ơi, không biết mấy giờ hết. Buồn mà đi. Buồn đi hả? Rồi mà cái này người ta mới cho ông hả? Mới cho mì gói rồi cho gạo. Rồi lụm ngày vậy có được bao nhiêu tiền không? Trời ơi không, vô chừng lắm con ơi. Là ít tiền như đó hả? Mà ông đi ở đây là từ mấy giờ tới mấy giờ? Hả? Trời ơi vô tình vô đổ lắm con ơi, không có biết mấy
giờ đó. Mà ngày nào cũng đi đường này hết. Rồi ông có xài số điện thoại không? Hả? Ông có xài số điện thoại không? Ủa? Có hả? Để hậu con xin số điện thoại ông nha. Có gì nữa con liên lạc với ông sau ha. Dạ. Trời ơi. Và ông lụm tại con thấy ông đi lụm vậy. Đa số ông bà cô chú là cho ông không hả? Dạ. Người ta bán hả? Bán ông mua luôn. Rồi ông có đi lụm không? Rồi như không? Dạ. Ý là người ta bán ông không có mua. Rồi ông đi đâu gặp ai mà gỡ thì người cho ông thì ông lấy. Rồi ông đi ngoài đường mà ông gặp thì ông lụm vô thêm. Miệng ngày nhà có được có mấy chục ngàn à? Vậy sao đủ sống? Trời ơi. Rồi ở đó là ông nói cho con và khán giả trên kênh Trao Niềm Vui con được biết là ông ở đó đó là ở nhà ké, là nhà cứ như ở đất ké của người ta. Đất mà mấy năm trước thì ở ngoài đất xe không gọi ngoài đất. Dạ. Người ta cho ở nhờ. Vậy là cái phòng đó, cái nhà đó là người ta cắt nhà trọ hay là như người ta chia phòng cho ông dạ, ở nhờ? Ở. Dạ. Nhưng mà có trống phòng. Nhà của người ta đúng không? Nhưng mà bây giờ người ta che phòng. Người ta có xài á. Dạ. Người ta có xài á thì người ta lấy lợi. Đúng không? Là lúc ông ở trong cái nhà đó là lúc đó cái nhà người ta chưa cắt luôn. Đâu, người ta cắt rồi. Ta cắt rồi nhưng mà người ta ở rồi. Người ta ở rồi. Rồi lúc đó chưa ngăn phòng. Rồi ông ở ké ở trên bên. Rồi rồi xong sau này người ta ngăn phòng, người ta cho ông ở ké ngăn phòng. Mà cô chú đó có dạng là có quen biết về ông không hay là sao? Hay là gặp quen, nhau tình cờ gì? Hồi đó ở trên xứ. Dạ. Hồi đó cũng ở trên xứ. Ở trên xứ anh chảnh. Rồi ý là lúc đó là ở rồi trên xứ không? Nó đi bộ đội á. Dạ. Rồi lúc chiến đoạn này nó về đây hậu tướng nó ở đây. Dạ. Tướng nó ở. Dạ. Công an cũng dạ. Vậy là ông ở chỗ đó là kêu bằng chỗ vậy? Ông ở chỗ đó là kêu bằng chỗ vậy? Cái chỗ ông ở là kêu bằng chỗ gì? Cái đó là phường Tân Thế Hiệp. Phường Tân Thế Hiệp. Phường Tân Thế Hiệp quận 12 là ông ở kế đó. Đúng không? Dạ. Rồi lỡ gần khu vực đó hỏi ông người ta biết không? Không, không biết. Không biết phải không? Không có ăn nhậu với ai, không có ai quen. Dạ, vậy ông bình thường có nhậu không? Không. Không nhậu luôn. Rồi. Dạ, không có từ giờ tới giờ không nhậu luôn. Rồi bây giờ ông dạ. Bây giờ ông cái xe này là ông mua luôn hả? Người ta cho không ạ? Bây giờ có bây giờ cháu cũng hỏi thiệt nè. Là cháu muốn hỏi ông á, có cái hướng mà nếu ông bà cô chú mà có thương ông thì có cái hướng mà định hướng cho ông thì ông có ao ước cái điều gì không ông? Bây giờ hiện tại giờ ông có ao ước cái gì không? Ao ước là không, bây giờ ông cứ ước cái gì mà nho nhỏ thôi mà ông làm hoài chưa được thì ông cứ ước thử nha. Bây giờ cái điều ước của ông là ông ước cái gì? Ước là cái chỗ ở không, chứ không ước gì hết. Ý là ước chỗ ở phải không? Ủa sao chỗ đó có chỗ ở rồi mà ông ước chỗ ở nữa? Lâu có được ở lâu luôn. Dạ. Ý là ước cho ở. Bây giờ con nói vậy nè. Dạ, ta không cho ha, mình cũng không ấy được, ước cho ở phải không? Bây giờ nhà thì nó mắc quá rồi, nó không ước cho ở thì theo mà có phòng trọ thì ông ước có phòng trọ là được đúng không? Một căn nhỏ vậy thôi. Căn nhỏ, ví dụ căn nhỏ thì nó nhiều tiền quá. Mà cứ như có cái nhà trọ đúng không, con nói ví dụ đi, ví dụ ước mà có cái nhà trọ mà ông bà cô chú mà có đóng tiền nhà trọ cho ông thì ông thấy sao? Rồi tại sợ ha, nói chừng không có ai tài trợ nữa mình ra ngoài sao làm
cho lên mạng nó đọc. Dạ. Dạ cũng sợ rồi. Dạ dạ. Dạ thì con cũng tại từ giờ ở đây con chứng kiến nhiều việc rồi, thấy người ta cho ông cũng nhiều, thấy không? Thì con xin số điện thoại, thấy không? Khi nào mà xin số điện thoại ông, khi nào mà ông có khó khăn cái chuyện gì á thì ông điện con, thì con cũng không hứa mà để giúp ông được, đúng không? Nhưng mà con chỉ quay lên clip cho ông bà cô chú mà thấy ông vậy thì có cái hướng hỗ trợ cho ông nha, chứ con không có hứa. Còn sẵn đây luôn, từ giờ con không chắn hồi sáng giờ ông ăn gì cho ông? Dạ chưa ăn hả? Chưa tới giờ ăn hả? Dạ ông đợi con chút nha, đây con ông đợi không, ông đứng đây chút con gỡ quà cho ông. Ông đứng đây đợi chút nha, đỡ con bự chú. Cái hoàn cảnh của chú này là lúc đó thì theo chú kể là chú ở Campuchia cái thời mà còn chiến tranh Pol Pot á, là gia đình chú là mất hết luôn bốn, để mà họ hỏi thêm là mất bốn người con. Dạ hôm nãy cháu hỏi mà cháu quên nữa, vậy là chuyến đó là chú có bốn người con mà mấy trai mấy gái chú? Ông chứ lộn ông, mấy trai mấy gái không? Bốn đứa con gái rồi. Chuyến đó là vợ cũng theo luôn hả? Là bị giết hết luôn. Sao mà ông còn ông cách nào mà ông thoát được? Thoát hả? Dạ. Đó tao quen với Quang Năm rồi không? À, Quang Năm ở trên Quang bên trên Campuchia. Dạ. Của mấy cái thằng hậu vệ của vua. Dạ. Nó thương tao lắm. Dạ. Đi đâu nó cũng giúp đi chơi hết. Dạ. Lúc đó là tao ở trên Nam Giang. Dạ. Ở trên Nam Giang ở Quang Năm. Dạ. Nó giấu tao. Dạ. Thành ra tao nó thoát khỏi. Ý là nó giấu là cái như nó là nó tìm trong trốn nó đúng không? Dạ, là sao? Mà nó giấu theo người Campuchia. Bị gì ăn mặc theo Campuchia không? Ý là nó giấu là cái như là kêu ông giả dạng ra giống như người Campuchia đúng không? Ừ. Là trà trộn trong đó luôn là không có bị gì đúng không? Ý là giấu là giấu như vậy. Lúc đó là nói tiếng Miên không à? Dạ. Đâu có nói tiếng Việt. Dạ. Nói tiếng Việt nó đâu có giấu được. Dạ. Mà ông về đây lâu rồi, ông còn nhớ tiếng Miên không? Còn là... Dạ. Thì giống như ông kêu con là... Dạ. Ý là ngắn mà bây giờ ông kêu giống như con đi, ông kêu cháu kêu tiếng Campuchia kêu sao? Nó cũng kêu cháu à. Cũng kêu cháu à? Dạ. Dạ. Cun cháu. Dạ. Rồi chào buổi sáng kêu bằng gì? Hả? Chào buổi sáng kêu bằng gì? Chào buổi sáng kêu bằng gì? Giống như con ông gặp đây nè mà chào buổi trưa kêu bằng gì tiếng Campuchia? Chút. Dạ. Chút. Chút chia hả? Chút. Chút gì ông nói lớn nè. Nói cái tiếng nó cứng lưỡi. Dạ thì ông cứ nói lần coi. Tên gì kêu là cái gì? Thôi khi nghe thì trước. Dạ. Dạ thì từ giờ con cũng không dám làm nhiều. Thì đây là phần quà của dạ đây là phần quà của cô bên tiểu bang Florida, cô bên bên Mỹ á, cô Florida bên Mỹ gửi cho ông để ông dạ cái đó cho ảnh của con không? Dạ không phải của con, của cái bà bên tiểu bang Florida dạ bên Mỹ gửi cho ông để cái này chắc ông lụm ve chai chắc cũng được nhiều ngày ha. Dạ dạ có bình hoàng nó không có dư con ơi. Dạ 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 thì cảm ơn con nha. Dạ cảm ơn cô chứ khỏi cảm ơn con chỉ là còn nói thôi, tiền này là tiền của con. Cô ở đâu đây mà cảm ơn. Dạ 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 thì con cũng đại diện cho và chú Hải là có bốn người con ha, vợ nữa bị vấn đề bên trên là Campuchia là Pol Pot đó, là
sát hại xong hết rồi đúng không? Vậy là bây giờ ông còn mình ông lụm cho trai. Thì con đại diện cho chú cảm ơn cô đã gửi cho chú một phần quà, và con cũng cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú đã thương tình ủng hộ kênh Cho Niềm Vui Thấy Hay Ý Nghĩa. Nhớ đăng ký cho video Giéo lan tỏa có cơ hội giúp đỡ những người khác. Dạ chào ông nghe, khỏe không? Dạ dạ. Mới đầu con hỏi ông á là ông còn giấu đúng không? Bây giờ ông để vậy là kiểu như mình cũng nhớ cháu không? Đây là bé trai nè. Đây là cái đồ chơi này là cũng dành cho bé gái nè, rồi bé trai nè. Vậy lúc đó là cháu của ông là có trai có gái gì không ông? Hả? Cháu ông là có trai có gái gì không? Trai trước. Dạ, bởi vậy con nhìn đây là mới đầu là con khả nghi lắm rồi, mà lúc đầu á con phỏng vấn ông còn giấu mà cấp sau này không có gì. Ý là ông còn ngại mà ông chia sẻ, ông hỏi ông để mấy cái hình này là có ý nghĩa gì, ông nói trang trí cho vui, rồi có sau này tìm hiểu hầu ông mới nói thiệt ra là cũng nhớ lắm không? Nhớ cháu lắm mà giờ biết sao giờ đúng không? Trời ơi, làm sao giờ? Dạ. Chết rồi. Dạ. Làm sao giờ? Dạ. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, chờ. Tại vừa thác đó, là lúc đó mà mấy thằng quan tâm đó, nó đưa xuống dẫn cháu. Dạ. Chạy qua bên Việt Nam. Dạ. Chơi thôi đâu có còn. Dạ. Lúc đó nó giết người ta và ít thấm lớn. Dạ. Nó nhốt ở trong tù mấy tháng. Gia lệnh thì cắt người ta đi. Dạ. Mà cái động đó bắt vào là biết thấm hàng nó bỏ rồi. Dạ. Dạ. Rồi á là nó bắt ngồi xuống cái cần hạ ở sau dạ. Bởi vì thay câu như thế này đâu có. Dạ. Đứt đầu cho. Dạ. Con đầu á nó bỏ trong bao trong. Dạ. Con nứt mà phải 12 tuổi 8 tuổi. Năm kéo. Vậy là cái quê ông lúc trước là ở đâu không? Dạ. Quê ông á lúc trước ở đâu? Ở Campuchia. Rồi từ lúc nhỏ ông sinh ra ở Campuchia luôn? Campuchia luôn. À, vậy là theo ba mẹ. Chính thức là Campuchia. Là ông người Campuchia hay ông người Việt? Người Việt. Người Việt mà theo ba má ở bên Campuchia là từ lúc còn từ nhỏ luôn. Hồi từ Pháp đó thì xuống ở tỉnh. Hồi từ Pháp. Dạ. Hồi 9 năm trước. Dạ. Anh ở trước đó. Tới phần từ đó là nó chạy. Dạ. Còn gốc giác bên nội thì ở dưới miền Nam. Dạ. Còn bên ngoài thì cũng tâm kia không. Dạ. Gốc giác chánh là ở tâm. Dạ, cảm ơn ông nha. Dạ, anh chào ông. Dạ. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn dạ.